Hello, mình xin chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Thì tiếp tục thì bên chúng Điện Máy Ruby của chúng tôi đang chuẩn bị lên thêm một cái cấu hình dàn âm thanh sân khấu Array 30 đồng bộ từ Neo nha mọi người. Thì về bên cái dòng Neo của bên mình là đồng bộ Neo, là có nghĩa rằng bát Neo, bát cùng Neo mà chép là cùng Neo luôn nha mọi người. Thì bên mình là bây giờ hiện tại là đang chuẩn bị công tác. Thì về bên một số anh em hỏi về thắc mắc về bên cái dòng Array của bên chúng tôi sao lại là đắt tiền so với những cái đơn vị khác, thì mình cũng xin nói rõ tại vì bên mình là đã nó có đồng bộ Neo, là đồng bộ Neo hết, bát Neo và chép cũng Neo. Thì chép đây, chép bên mình đây, đây thương hiệu của bên mình đây đó, mọi người được không? Đây là dòng chép Neo 850, đây là hồng Array đấy, xuyên luôn. Đó. Còn như đây về thằng đây là bát 30 từ Neo luôn nha mọi người, màng ba gân ha, màng ba gân luôn mà được phủ sơn bóng luôn, đồng bộ từ Neo hết. Đấy, còn bên trong là cái mặt phân tần được đi theo đồng bộ của nó luôn để phù hợp với cái dòng Neo, đánh cho nó ra hết cái chất âm của nó. Bên trong thùng thì được lót tâm bông mút, cách âm siêu âm cho nó tốt hơn. Với hơn thế nữa là được cái ván của bên chúng tôi là ván nhập từ bên Mã Lai về và được đóng và lắp ráp bởi công ty Điện Máy Ruby của chúng tôi. Đấy, thì hơn thế nữa thì bây giờ bên cái những cái một số khác á, cái về bên cái ray này này, nó chỉ có ray sơn mà thôi chứ nó không có được ray si như bên mình. Thì về bên cái dòng si thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ bền hơn nha mọi người. Đó, còn như những cái đường chỉ này là bên mình là đi máy luôn chứ không phải là làm tay khắc tay đâu, máy CNC nó làm hết đó. Còn này nước sơn cũng là bây giờ nước sơn cũng là do máy móc nó xịt sơn luôn đó, bây giờ là máy móc hiện đại hết rồi, thời đại công nghệ 4.0 mà, cho nên là bên mình làm theo thời đại hết rồi. Thì bây giờ về bên cái đơn hàng này, anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ về với hai cái số điện thoại chính của bên chúng tôi, mình sẽ để bên góc trái cho màn hình quý vị và các bạn. Thì đây là đồng bộ từ Neo nha mọi người. Bình Dương. Đó, của đây. Bình Dương thôi. Cái dạng này mình cũng đi cho một cái quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới của anh ấy. Rồi thì bây giờ mình đang công tác lắp ráp vào. Rồi để bên mình xong xuôi hết và bên mình sẽ lên nhà thử cho anh em biết nha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn quý vị. Có hàng xe rồi đi chiều về.
bành đúc, nơi thảo thương đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ tôi. Vượt qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu